họp báo trận Việt Nam với UAE. UAE dành sự tôn trọng đặc biệt cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. 20 giờ 0 phút ngày 14 tháng 11. Việt Nam với UAE, VTC1, VTC3, VTV5, BDTV. www.itube.com.azluhknofi 19 giờ 45 phút ngày 14 tháng 11. Malaysia với Thái Lan, VTC9, Thể thao TV. www.itube.com.az4uiuv. Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại đây. www.soctan.com.soc.o.o.cupetan. Huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta biết là UAE có 2 trận thắng, 1 trận thua. Đối với UAE thì trận gặp Việt Nam là trận quyết định đối với họ. Đối với huấn luyện viên của UAE, ông ấy là huấn luyện viên nổi tiếng Hà Lan, giúp đội bóng này giành Á quân World Cup 2010. Ông có thời gian làm việc ở Trung Đông 2 năm nên nắm được nhiều đặc tính của các cầu thủ nơi đây. Thực ra dù trận nào, ở sân nào thì đội tuyển Việt Nam cũng muốn chiến thắng. Và vì muốn chiến thắng nên chúng tôi cũng sẽ gặp áp lực thôi. Hợp đồng mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 nên nó chưa ảnh hưởng đến trận đấu này đâu. Chúng ta cũng biết được UAE có 2 trận thắng và 1 trận thua. Với chính huấn luyện viên của UAE là trận gặp Việt Nam là trận quyết định đối với họ. UAE sẽ tập trung tối đa cho trận đấu gặp chúng ta. Tôi nghĩ có thời điểm họ sẽ chơi tức tay. Họ không thể chơi tức tay trong 90 phút, nhưng trong thời điểm này đó họ sẽ triển khai. Chúng tôi đã chuẩn bị, lên phương án ứng phó với đội bóng này trong từng tình huống xảy ra. Bóng đá là môn thể thao tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Việc Thái Lan thắng UAE hay ngược lại không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng tôi. Gặp UAE hay đội nào đi chăng nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng hướng tới thắng lợi, tiếp cận trận đấu trí tuệ nhất. Tinh thần của các cầu thủ Việt Nam là tốt, tâm lý các cầu thủ tốt. Hiện nay có chấn thương tay của Hùng Dũng. Theo ý kiến của bác sĩ nó không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu. Chúng tôi có 25 cầu thủ, phải rút gọn danh sách xuống 23 thôi. Chúng tôi chưa nói chuyện chính thức với 2 cầu thủ bị loại. Xin phép không nói được gì ở đây. Công Phượng, Văn Hậu hiện nay trở về với đội. Họ luôn nở nụ cười vui vẻ, nói nhiều lắm, điều đó là rất tốt cho họ. Các bạn đó có thể bị chênh lệch về múi giờ nhưng đã ngủ đủ 8 tiếng rồi. Mọi thứ tốt đẹp. UAE mất 3 cầu thủ quan trọng đã thi đấu những trận gần đây. Tôi biết họ đến đây và họ chuẩn bị rất kỹ. Họ sẽ có những sự thay đổi. Ông huấn luyện viên này là người có năng lực để tạo ra sự thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để đối đầu với UAE. Thủ môn Đặng Văn Lâm. UAE có thể hình tốt, Lâm và ban huấn luyện đã tìm hiểu và sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai. Tôi và đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Câu hỏi về đội bóng mạnh nhất thì phải sau tất cả các trận đấu mới biết được. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển UAE, Bert Van Mai. Tôi là huấn luyện viên trưởng UAE, chúng tôi có sự chuẩn bị chu đáo trên đất Thái Lan. Khi tập ở đó, chúng tôi làm quen khí hậu ở Thái Lan. Hôm qua chúng tôi có mặt ở Việt Nam và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Về cầu thủ số 7, Alima. Anh ấy bị treo giò không thể thi đấu nên tôi không có bình luận gì. Tôi cũng có biết hậu vệ Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng tại Hà Lan. Lối chơi của UAE nghe có vẻ dễ nhưng thực ra không dễ cho lắm. Tôi có theo dõi đội tuyển Việt Nam những trận gần đây. Tôi rất ấn tượng, lối chơi của Việt Nam đa dạng. Đội ngũ trợ lý của chúng tôi phân tích rất kỹ của Việt Nam. UAE sẽ chơi với lối đá đặc trưng của riêng UAE. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị. Chúng tôi tốn nhiều thời gian để nghiên cứu mọi khía cạnh về đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng tôi không thể tiết lộ đã nghiên cứu gì về ông Park. Trận thua cách đây 12 năm đã là quá khứ, tôi không quan tâm nhiều. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Việt Nam là đội mạnh ở bảng G. UAE chuẩn bị kỹ nhất để sẵn sàng chiến đấu với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ UAE Sup Yabe. Tôi nghĩ ở trận đấu ngày mai, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam và chuẩn bị sẵn sàng. UAE sẽ chiến đấu hết mình.
khí hậu giữa Thái Lan và Hà Nội khác nhau. Tôi thấy khí hậu ở Hà Nội giống UE nên đây không phải là vấn đề khó khăn với chúng tôi. Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường. Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, 100, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hữu Tuấn. Tiền vệ: Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy. Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Minh Tuấn. Trung vệ Lê Văn Đại và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng không được đăng ký thi đấu trận này.